Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Trung Quốc hôm nay 16 tháng 5 lần đầu tiên sử dụng đường dây nóng quân sự mới giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada đã có cuộc điện đàm kéo dài 20 phút với người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc, theo AFP dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nhật. Bộ trưởng Hamada đã đề cập sự tồn tại của những lo ngại về an ninh giữa Nhật Bản và Trung Quốc, chẳng hạn như tình hình ở Biển Hoa Đông, Bộ Quốc phòng Nhật cho hay. Bộ trưởng Hamada nhấn mạnh cần phải có sự liên lạc thẳng thắn, đặc biệt là khi có những lo ngại về quan hệ Nhật Trung. Bắc Kinh cũng đã xác nhận cuộc điện đàm ngày 16 tháng 5, nói rằng đường dây nóng mới sẽ góp phần tiếp tục duy trì hòa bình và ổn định khu vực theo AFP. Đường dây nóng, được thiết lập vào ngày 31 tháng 3, đã được cả hai bên thảo luận trong hơn 10 năm như là cách ngăn chặn các cuộc đụng độ bất ngờ ở Biển Hoa Đông. Tình trạng tranh chấp về quần đảo Senkaku, điếu ngư ở Biển Hoa Đông từ lâu đã gây căng thẳng giữa hai nước. Nhật Bản, cảnh giác với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, đã công khai phản đối sự hiện diện của các tàu Trung Quốc xung quanh các đảo nhỏ đang tranh chấp và ở các khu vực khác. Lần lượt là nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới, Trung Quốc và Nhật Bản là đối tác thương mại quan trọng, và năm ngoái đã đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nước thường căng thẳng và trở nên tồi tệ vào tháng 12 năm 2022, khi Nhật tuyên bố một cuộc cải tổ an ninh bao gồm chi tiêu quốc phòng nhiều hơn, gọi Trung Quốc là thách thức chiến lược lớn nhất từ trước đến nay, theo AFP. Dù vậy, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida gần đây cho biết ông muốn có mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Trung Quốc. Thủ tướng Kishida đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào năm ngoái và Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi cũng đã đến thăm Bắc Kinh vào tháng trước, chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Ngoại trưởng Nhật kể từ tháng 12 năm 2019, theo AFP. Trong tuần này, Thủ tướng Kishida sẽ tiếp đón các nhà lãnh đạo G7 tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, nơi mối quan hệ của khối với Trung Quốc sẽ được ưu tiên trong chương trình nghị sự. Tại cuộc họp của các Ngoại trưởng G7 vào tháng 4, được xem là tiền đề cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới, nhóm này đã cảnh báo Bắc Kinh về những hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông theo AFP. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.